Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series mở hộp Lucky Box nha. Lần trước thì mình đã từng có clip mở 10 triệu, 30 triệu rồi các kiểu vẫn chưa săn được iPhone. Nên hôm nay là mình quyết định là sẽ đầu tư hẳn 50 triệu xem là có mua được iPhone hay không nha các bạn. Tại vì cái 50 triệu thực sự là nó có thể mua được rồi, nhưng mà tụi mình muốn có một cái trải nghiệm khui đồ ra rồi các kiểu bạn, và có nội dung clip để cho các bạn xem nha, chứ cầm tiền đi mua iPhone thì nó đơn giản và xong rồi nha bạn. Ok, nói chung là hôm nay là tụi mình sẽ sử dụng 50 triệu để mua 500 chiếc hộp Lucky Box. Mỗi cái hộp là trị giá 100 đồng các bạn. Bạn nào thích video này của tụi mình thì để lại một like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi tụi mình ra những clip khác nha. Ok, bây giờ thì đi siêu thị mà mua thôi. Mấy cái máy Lucky Box này thì mình thấy là nó có trong siêu thị Aeon đó bạn. Giá của mỗi hộp là 100k. Cái máy đầu tiên này là hết 7 triệu 9 là 79 hộp nha. Đây mình cứ bỏ tiền vô thì nó sẽ ra mấy cái hộp như vậy, như mua máy bán nước tự động vậy đó các bạn. Ở bên hông cái máy Lucky Box thì chúng ta sẽ có những cái hình ảnh chụp và những cái hình ảnh mô tả những sản phẩm sẽ trúng rồi nè các bạn. Đây như chị gái này trúng cái Leica, anh này trúng cái xe cân bằng rồi các kiểu nè các bạn. Đó mấy cái món quà mà mọi người trước đã trúng. Và tình hình là mình mua rất là nhiều rồi mà vẫn chưa thấy trúng mà. Mình chưa có đủ may mắn nha. Rồi, tình hình là một hộp bị lỗi các bạn ơi. Quá đã luôn anh ơi. Có quà cho anh nè. Bị lỗi nè, bị lỗi nè. Rồi, tình hình là hình như là trong kho hàng đó hết các bạn ơi, còn có một hai cái không à. Đây, 2 triệu rưỡi nha. Nói chung là trong kho hàng là hết luôn rồi nha các bạn. Hết hàng luôn rồi. Trước khi khui cái đống hộp quà may mắn này thì mình muốn giới thiệu với các bạn một cái con game chiến thuật dọc vai thời gian thực siêu đẳng cấp với hơn 80 triệu lượt tải trên thế giới nha bạn. Và đây cũng là một game được rất là nhiều cộng đồng game thủ Việt Nam mình yêu hết và sở hữu một lượng fan rất là hùng hậu nha bạn. Tựa game này có tên là Rise of Kingdom, viết tắt là ROK. Ok, cùng mình xem lại game này có gì đặc sắc nha. Nếu như bạn nào chưa biết game này hay ho chỗ nào thì game sẽ có 12 nền văn minh khác nhau, tương ứng với các đất nước như Rome, Đức, Anh, Pháp, Viking, Trung Quốc, Nhật, Hàn, vân vân, cho mọi người hỏi sức xây dựng và chiến đấu. Ở mỗi nền văn minh mà chúng ta chọn thì đều sẽ có những thủ lĩnh dựa theo tên có hạt ở ngoài đời hạt nha bạn. Ví dụ như là Kusunoki, rồi Minamoto ở Nhật, hoặc là Tào Tháo ở Trung Quốc các bạn. Và đặc biệt là cái hay của cái game này chính là chúng ta sẽ chơi theo dạng đó là chỉ huy theo phong cách nhập vai nha bạn. Và đặc biệt là chúng ta có thể nâng cấp quân đội và sau đó đưa quân và tham gia vào các trận chiến để đánh bại kẻ thù. Cách duy nhất để mạnh lên đó chính là chiến đấu và chinh phạt. Ở Riot Kingdom thì toàn bộ người chơi và NPC sẽ sống trong một bản đồ, trong một thế giới khổng lồ, không có căn cứ biệt lập hay màn hình chiến đấu riêng biệt. Chúng ta chỉ cần giữ và kéo và sau đó di chuyển tạo ra những cái chiến thuật vô hạn nha bạn. Mọi người có thể vào trận ở bất cứ lúc nào, y hệt ngoài địa hạt luôn. Đặc biệt là game có một cái cơ chế PvP trong game vô cùng đồ sộ, hoành tráng luôn các bạn. Chúng ta sẽ chiến đấu với các liên minh, rồi nói chung là đánh nhau đồ các là nảy lửa và kịch tính luôn các bạn. Nói chung là game có tất cả là 12 nền văn minh khác nhau, cùng với đó là 34 vị tướng anh hùng các bạn để mình lựa chọn. Chúng ta sẽ dẫn dắt người dân phát triển vùng đất hứa tại Rise of Kingdom. Bạn hãy nhấp vào link ở phần mô tả video và tải game về, sau đó bích ngay một cái nền văn minh theo đúng sở thích của mình nha. Và đặc biệt là game Rise of Kingdom này là nằm trong top 10 các game nhập vai hay nhất ở Mỹ, Pháp, Indo đó các bạn. Đồ họa rất là đẹp, cách chơi đơn giản. Đặc biệt là các bạn tải game trong phần link mô tả video, các bạn sẽ tham gia các hoạt động in game và có cơ hội trúng thưởng rất là nhiều cái phần quà giá trị như là iPhone 13, máy PlayStation 5, máy chơi game Switch. Đồng thời là các bạn có thể nhập cái mã là ROK Việt Nam để nhận vô số phần quà đặc biệt khác nha các bạn. Ok, nói chung là các bạn nhấn vào link trong phần mô tả video để tải con game này về và trải nghiệm nha.
rất là hay luôn. Rồi sau 2 ngày sưu tầm và rình để dành là mua mấy cái hộp quà này các bạn, tại vì là thì chúng ta cái siêu thị nó chỉ có hai cái máy thôi, chúng ta mua sau đó nhân viên nó sẽ refill lại, nó bỏ cái hộp quà khác vô các bạn, và tụi mình tốn tới 2 ngày để có thể mua hết 50 triệu. Nói chung là hết hàng trong kho luôn các bạn, nhân viên bỏ vào thì tụi mình mua full mỗi máy là chỉ khoảng có 20-30 hộp là hết luôn rồi. Kết quả là bị thiếu 3 hộp nha bạn, do một hộp bị lỗi và 2 hộp là hết hàng luôn rồi, trong kho hết hàng luôn rồi, nên chỉ mua được khoảng là 497 hộp nha bạn, xém 500. Rồi không để làm mất thời gian của các bạn nữa, tụi mình sẽ đến với phần quan trọng nhất, chính là khui quà. Hộp quà may mắn này thì chúng ta có thể khui rất là nhiều cách các bạn. Đây là cách rất là sang chảnh, là chúng ta sẽ khui từ tốn như vậy nè, hết sau đó đưa cho Toàn bỏ dưới đất. Làm cái này review vậy? TikToker có công review như vậy các bạn. Ok, anh đang thích cái tai phone hả? Cái này chỉ đơn giản là một cái tai phone thôi các bạn. Mới vô thì mình sẽ review kỳ kỹ chút nữa, càng tốn thời gian thì mình sẽ review chậm hơn nha. Quên sang chảnh rồi. Bậy quá. Đây, chúng ta sẽ được một cái tai phone màu đen như vậy, cổng 3.5 nha, iPhone không xài được, iPhone 6 tới xuống, 7 tới xuống mới xài được nha. Rồi, tiếp theo là cách mở thứ hai, là cách mở bạo lực. Trời ơi! Wow, cái máy nhìn uy tín vãi luôn các bạn. Trời ơi, máy cách xa thôi, có ở đâu. Nhìn cái máy trên TikTok rồi. Vậy hả? Trời ơi, máy này hơi bị xến anh ơi. Máy gì? Đấm lưng. Trời có 3 mức luôn, đấm sao mà đỡ được. Đau quá. Ủa, mới đấm kìa. Quá dữ. Nói chung là hôm nay là mình sẽ hùi tới 500, gần 500 hộp nha các bạn. Mình sẽ cố gắng làm tranh hơn chút nha. Đây là cái máy cạo râu. Ơ, cạo lông mũi. Máy cạo lông mũi vậy, sẽ đút vô lông mũi vậy. Có cái gì mà đặc sắc để mình tặng cho ăn hết các bạn. Ăn thích này nè. Một con khủng long xếp hình. Trời ơi, về cho vợ chơi em. Cái này hồi nhỏ thì hết, còn lớn hết thích rồi. Cái này đem đi làm kiển thì được. Cho em. Nói chung là mấy bạn nào mà gành về mấy cái món này thì mấy bạn bình luận, ví dụ như cái khủng long này là bao nhiêu tiền, cái máy cạo lông mũi là bao nhiêu tiền nha bạn. Chứ mình bó tay. Một hộp như vậy là 100k. Nhưng mà cái phần quà bên trong thì mình không biết là có xứng đáng với 100k hay không, hoặc là nó cao hơn hay thấp hơn nha bạn. Nên bạn nào rành các bạn comment giúp mình. Cái quái đản gì đấy? Em nghĩ là một cái bóp. Bóp da cá sấu. Oh my god. Mà chắc là da giả. Ở bên trong nhìn cũng rất là hời hợt luôn các bạn, rất là nhiều ngăn kéo luôn. Đây phong cách của anh em miền Nam mình em. Đó, anh em miền Nam mãi đến. Yeah. Quá đã. Để coi còn gì nữa. Một cây quạt min đi. Cái quái đẻ gì đấy? Máy tính bảng anh ơi. Wow, camera mà anh là máy tính bảng nha. Nhưng mà theo mình thì không phải. Mình biết, gặm này lắm này. 8,5 inch luôn à. Cái này là cây viết đâu rồi? Không có viết luôn. Nè, đây. Có nha. Đây rồi, nhà mình có vé xu là ở đây là vô mánh luôn các bạn. Đây, cái chúng ta bấm nút này nha. Ủa, giờ bấm cái nút này là xó mà. Hết, chưa mặc gồm. Có gồm bên đây nè, đây là ký tên tặng mọi người nè. Đây, sau đó chúng ta sẽ nhận nút. Trời ơi, cái máy tính bảng này quá xanh đẹp luôn em. Anh nghĩ là giá trị liên hành đó em. Rồi, chúng ta được khi một cây quạt. Ồ, cái này nó nặng như cục gạch luôn. Để coi. Đúng rồi. Đúng cái giới tính ăn luôn rồi. Phong cách miền Nam. Miền Nam mình là phong cách đây đó bạn. Quỷ sứ à. Còn gì nữa không? Quá đạo. Tóc có. Mũ có, còn áo với quần với son môi nữa. Ok kìa. Trời ơi. Giống bữa đợt trước bạn. Tai nghe mà này nó dành quýnh lộn chứ. Không phải đi nghe. Ai bớt. Cái lo bluetooth nha. Tai nghe nha bạn.
Trời ơi, một cái dù. Trời ơi, đúng không cách luôn. Trời ơi. Anh ơi, hưởng nha, máy đỉnh. Yeah. Thu. Cái gì? Cái này là gì vậy? Trời ơi. Thằng chọn em đi Đà Lạt đồ. Có vẻ hơi nóng đấy, nhưng được. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái dây sạc iPhone nha các bạn. Nói chung là tụi mình mua hết cái kho luôn, mong là sẽ có những cái sản phẩm gì đó nó lạ mắt nha các bạn. Khác từ đợt trước nha. Nhưng mà chú ý là iPhone là nhiều nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái cốc sạc không dây. Tức là chúng ta sẽ bỏ cái điện thoại lên đây thì nó sẽ sạc thôi. Nhưng mà nó vẫn có cái dây nguồn nha. Cái này 100% là cái bình giữ nhiệt nha các bạn. Mình mua khá là nhiều. Ngay chốc. Đây, bình giữ nhiệt. Hình như bình giữ nhiệt này có cái nút. Đây đây đây, các bạn thấy số 30 không? Đó là số nhiệt độ á. Rồi, ăn được thêm một cái hỗn cảm nữa. Wow, một cái máy chơi game dành cho trẻ em hồi xưa nha các bạn. Máy cổ lỗ sĩ. What the... Ai... Có ai đóng được đây nói gì không? Kem đánh răng tự động. Đúng rồi, tờ ăn nó không bên rơi vãi luôn. Đúng cái đồ bàn chải các bạn, có pin luôn nè, để mình lắp vô. Nói chung là đây là một cái bàn chải cho em bé tự động các bạn. Nhấn nút cái rung à. Rồi tiếp theo là một dây sạc Android các bạn. Rồi tiếp theo là một dây sạc USB-C. Rồi một cái củ sạc rất là dữ luôn các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có một cổng Android. Rồi hai cái chấu nữa nè. Hai chấu để dành game Android, game iPhone gì đều được hết luôn. Chống lóc ở đây nữa. Củ sạc ba chui nha. Quá dữ. Dây sạc iPhone. Này cái này mình không biết là gì, tại tiếng Tàu không các bạn. Mình sẽ khui ra review thử nha. Ô là trời. Quá là trời, cái gì đây trời. Rất là nhìn khá là sang trọng luôn các bạn. Thờ có cái gương nè. Sao không thấy gì hết. À phải lột lớp này ra hả. Trời ơi thấy nè. Thấy mặt cameraman luôn nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ làm cái gì nữa. Chứ cái gì xấu rồi. Trời ơi xấu mà double hai cái luôn. Y như là dấu kiếm dấu dao trong cái gì các bạn. Son đen đỏ. Trời ơi, son nửa đen nửa đỏ luôn nè. Oh my god. Làm thử cái em trên đen dưới đỏ kìa. Ủa sao giống cái màu đỏ, màu đen giống cái màu đỏ. Màu đỏ thì ra màu cam. Oh my god. Anh em Việt Nam mình toan rồi. Má đỉnh, má đỉnh. Đang diễn lố quá. Đây coi cái gì đây, rất là bự luôn. À, một cái có hình mô tả các bạn, một cái phao hồ bơi nha. Nằm lên đây được luôn. Rồi chúng ta lại có một cái dây sạc USB-C. Hôm nay tụi mình nhân lực không có đủ nha bạn. Cho mấy thằng cu kia đồ nó ham chơi rồi quá. Nên tụi mình nhân lực vô đây khui hàng thôi. Rồi cái what the hell gì đây. Trời ơi bé gái gì đây trời. Mấy cái hẻ dán các bạn, dán hình để bé gái luôn nè. Và chúng ta có thêm mấy cuộn băng keo, cũng có mấy cái hình dán tóc, dán đồ cho bé gái nha các bạn. Trời ơi, tới công chuyện toàn luôn rồi. Rất là trúng mánh rồi. Rồi, chúng ta đã đến một cái đồ tỉa lông mi, lông mày nha các bạn. Để chân mày nha. Đây là cái máy bay mà bắt cái là nó bay lên trời các bạn. Rồi, một cái đồng hồ nha. Wow, cái đồng hồ nha bạn, quá tuyệt vời luôn. Trời ơi, có bông hoa nữa em. Vô mánh em luôn à. Cái đèn ngủ mà có sần nữa không nói ơi. Thằng Tổng mới nói đó không mèo kìa. Ủa, hết pin rồi nha bạn, hết pin rồi nha. Mà không lên luôn, phải sạc. Oh my god, ta đút đồ cho ăn không vậy ta. Oh. Dạo này em cảm thấy mắt em nó hơi bị sáng á. Đưa cho em là đúng rồi. Đem vào cho tối hả? Dạ. Tới công chuyện kìa chứ. Mẹ thử coi ngậu em, nên coi thử coi. Trời ơi mẹ ơi nhìn kìa. Y như mấy quý bà mà 40-50 tuổi á em. Nó này để cho anh. Chúng tôi đã cho hình đàn ông. Thứ gì có cái gì đó mà nó thú vị hơn. Ồ, cái máy bắn. Mày em chơi thử chưa? Chưa luôn. Cái đợt trước mình cũng ra cái máy này rồi nha các bạn. Giờ lại ra nữa. Cái máy này mình biết cách chơi á. À, chúng ta sẽ đẩy qua vậy, sau đó chúng ta sẽ luồn cái cục bi á. Nè, đẩy bi vậy nè. Sau đó chúng ta... Ok. Để cho ngay cái...
Rồi sau khi đem nó qua đây vậy đó, bắt đầu chúng ta đem nó qua nè. Ờ, cái mình ké nó qua đây vậy nè. Đó, cái bắt đầu mình sẽ làm sao mà cho bên đây toàn là xanh, bên đây toàn là nâu các bạn. Mình thậm chơi không được luôn, nhìn hát não quá ấy. Sau khi nhìn anh thì em nghĩ những người mà stress chơi cái stress nặng hơn nữa. Rồi, củ sạc này có rồi nha bạn, củ sạc 3 chấu. Rồi, chúng ta đã được thêm một cái mặt ké. To rồi, đeo thử em, sao nó màu hồng đã dữ à. Trời ơi, khi em đeo vô cái máy mọi người đỏ chét luôn á. Rồi chúng ta được một con máy bay giống cái con tròn tròn nãy nhưng mà phiên bản Doraemon. Rồi chúng ta có một dây sạc USB-C. Rồi chúng ta được một cái máy massage. Cái này dùng để massage cái này đó bạn. Mình cứ làm vú vú gì kia là mặt chúng ta sẽ được villa ấy bạn. Mặt nó nhỏ hình chữ V. Trời ơi, được thêm cùng chà phá lửa. Oh my god. Ủa, cái viết, đổ nó dây chuyền. Dây chuyền là cây viết nha bạn. Thế nó sẽ khác đi. Wow, một con Lamborghini chạy bằng pin nha. Sau một năm vẫn chưa có gì thay đổi nhiều. Đúng rồi, sau một năm thì mình thấy là cũng những món có rồi thôi bạn. Rồi một cái phao bơi. Tai phone đeo vào trở thành ca sĩ. Đúng rồi, mình đeo vào mình nghe nhạc cái mình hát là mình trở thành ca sĩ luôn à. Ở Việt Nam thì cầm biết lên là ca sĩ luôn. Anh có vợ rồi nhưng mà anh được cái này nên anh bắt buộc anh phải quỳ xuống cầu xin em. Ủa? Cái dạng này thú vị quá các bạn. Đây. Quay đồ nè. Đó nè, khi mà em mà buồn chán lấy ra quay đồ xả tép rồi. Ta nhẫn tính hôn gì mà đặc biệt chứ à. Nó thật nha, xấu vải trưởng. Wow. Ủa rồi chơi sao ta. Nói chung là nó là một cái đồng hồ mà robot nha các bạn. Hình như là có thể lắp ráp đồ được á. Nhưng mà mình nhìn mình. À đây 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 đây. Làm sao mà khó lắp được. Rồi đây một chiếc lo bluetooth phong cách một cái cassette. Rồi chúng ta có một cái quạt đeo cổ nha, có cái dây đeo cổ. Wow, chúng ta đã có thêm một cây dù màu vàng nha, giống cái dù nãy. Ồ, một cái bàn chải đánh răng bằng máy cho trẻ em. Nhất cái nãy có phải không ta? Này là gì vậy? Cái sơn môi gì đấy, để thôi thử nha. Trời ơi mẹ ơi, nhìn nó hồi hưởng lắm các bạn, nhìn nè. Chỉ hơi là nó hơi có nhiều tiếng tàu thôi. Ủa to à, cái này hình như có rồi nè, cái này nó dành chúng ta cũng có dùng ở đây màu đỏ luôn, đây màu vàng, đây màu đen rồi mình chúng ta quét vậy nè, đây có kiến nữa nè, đây chúng ta sẽ trang điểm lên cái ra màu hồng nè, đó này giống cái thằng nãy của em á, một phiên bản mê côn của em, đây to rồi mẹ lạc đây luôn kìa, rồi em biết rồi em biết rồi, ta thường vậy nè, ta chùm đầu xuống người ta cột như thế này nè hiệp hả, à, Ấn Độ của em, dạ. Chứ không phải tắm chợ bàn ha. Oh my god. Cái nón mà nó tích hợp thêm tóc giả màu tím nữa. Mấy cái này là giữ lại để mốt mình làm thêm cái người cuối cùng giả gái. Trời ơi. Wow. Mình sẽ xin phép đội sống với giới tính thật mình 5 phút nha bạn. Wow, một cái máy khỏi bong bóng. Nói chung là chúng ta nhắn nút cái nó sẽ khỏi bong bóng ra thôi bạn. Và có chai bong bóng luôn nè. Chai xà phòng nè. Ta có một cu dĩa ở đây là cái này là vô mánh đó luôn bạn. Nó rất thích cái dầu khơm này. Mình sẽ hui ra cho nó coi nha. Ở nhà coi cho vậy. Đi chơi về coi cho em. Em sẽ là dĩ. Anh hãy tưởng tượng em là dĩ và xịt lên em đi. Ok. Đức Phương ơi. Mở cái tiếp theo. Rồi, chúng ta có một cây quạt. Xịt vô cái mình cảm thấy mình men hẳn ra. Pro lên em. Tận á, lần đầu tiên mình được cái con này luôn. Wow, một con gấu bông chắc là Hello Kitty luôn. À, chúng ta lại được một cái máy tính bảng hàng pha ke nha bạn. Ờ, đằng sau chúng ta sẽ có một cái gương. Và đằng trước chúng ta sẽ có một bức tranh mà nó nhiễu cát xuống các bạn. Đây. Cát nó sẽ chạy xuống nhìn khá là đẹp luôn. Sau vài phút giải lao thì tụi mình tiếp tục nha bạn. Và mình hai trợ lý ảo mới nha. Đó chính là Phu Đại. Hàng nó đã đem mấy món đồ đi sống với giới tính thật của mình rồi. What the? Có hai hộp lận. Ồ, lucky á. Wow. Đúng là chiếc hộp may mắn. Wow. Nói chung là chúng ta sẽ có một combo là dây sạc với củ sạc các bạn. Wow, lần đầu tiên mình lượm được nguyên combo vậy á. Quá đã luôn. Đại vừa vô cái là hai lợi trợ lý ảo liền nha. May mắn lên liền. Rồi chúng ta được một cái lo bluetooth. Rồi chúng ta được một cái dây sạc USB-C. Rồi chúng ta được một cái bàn chải đánh răng tự động cho trẻ em. Chúng ta được một chiếc máy bay. Oh my god, lại không có dĩ đây nữa rồi. Đây.
nhãn hiệu không biết là lậu gì luôn bạn, chưa thấy nhãn hiệu này bao giờ. Chúng ta lại phải xịt rồi. Phải hít mà. Đừng có mũi. Cái mùi này. Cái mùi này hơi đậm á, hơi đậm á nha các bạn. Hơi nồng. Ừ, hơi nồng. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái tai nghe. What the? Cái này mình không biết là gì nữa. Cây lương hiệu gì đó. Ủa, coi hồi hưởng em. Nào, phải đợi em. Không cách Việt Nam. Không cách bad boy Việt Nam. Ở cái này nó nặng như cục gạch luôn các bạn. Rất là nặng luôn. Ồ, thật ra mấy cái nạn này là một cái phao nha. Ngâu liền. Một chiếc máy bay. Nói chung là mình nãy giờ là mình quay bóng giờ nha. Mình quay video này lúc 4 giờ chiều nha. Ok, 4 giờ chiều. Mình quay bóng giờ xem là mất bao lâu để hoàn thành đó bạn. Rồi, một cái bàn chải tự động cho các em. Đây là một cái máy cạo râu các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta có một cái nón kèm theo tóc giả một tím. Rồi, một cái mắt kiến. Em đeo vô là đúng em luôn em, phong cách hip hop em. Một người xanh điệu. To, màu xanh luôn. Thôi cho bé xu đi đợi ơi. Ok luôn anh, đó, nhường lại. Nhường cho bé mình này quay cái đầu áo. Trời ơi, gái mình nó mê mắt kiến các bạn. Cái tự đeo đi coi, hãy là tự đeo luôn rồi. Đeo vô công. Đeo vô. Nè, phát gơ nè. Nhìn nè. Ngầu. Ngầu liền. Rồi, một cái máy kẻ chân mài. Rồi, tiếp theo là một cây dù chống tiêu UV màu xanh dương. Wow, tiếp theo chúng ta được một cái đồng hồ hoa cúc các bạn. Phát bộ đeo thử kìa em. Cái đồng hồ này bự quá anh ơi, đeo không vừa luôn á. Bự quá. Ok, thiệu cảm giác đó. Một cái máy massage mặt V-Line. Rồi, chúng ta có một củ sạc rất là đẹp các bạn. Hình thù rất là đã luôn nha, rất là nhọn và đẹp. Rồi, chúng ta được một cái nón màu hồng với mái tóc màu đen. Rồi, chúng ta đến với một cái nón màu đen thì lại có một cái mái tóc màu hồng. Đâu ô em được. Rồi, một cái xe điều khiển từ xa. Một cái loa Bluetooth các bạn. Rồi, một cái đồng hồ robot. Rồi, một cái massage 4D hết rồi. Ok, hình 4D các bạn. Rồi, một cái tai nghe. Rồi, chúng ta có một con khủng long. Đã gì nửa tiếng đồng hồ, thôi chừng được mất 50 hộp các bạn. Trời ơi, đèn pin gì đâu mà 4 nồng chứ hả? Cái này mới được nè. Đây, ngoài dàn giống y của ông đại luôn, hát màu các bạn. Này, em quanh đó rồi chứ anh quanh đây. Hợp lý. Sao cái này nhiều dữ hả ta? Sấy tóc. Hợp lý, hợp lý. Mạnh đâu, mạnh đâu, cái này là hước mạnh nhất rồi anh ơi. Rồi, tiếp theo chúng ta có một cái máy rửa mặt nha các bạn. Lại một con đồng hồ màu xanh. Rồi, tiếp theo chúng ta có một bàn chải tự động. Rồi, đãi tới công chuyện luôn các bạn ơi. Thì những bad boy mà gặp nhau phải như vậy. Quỳ xuống. Trời ơi, đội ơi. Trời ơi, cái nhẫn kim cương mà cái hộp nó bự như vậy đó các bạn. Ruby hồng ngọc. Em xin chấp nhận. Gì vậy, anh có làm gì đâu chấp nhận em. Đừng để xu thấy nha, theo lẽ. Một cái mắt kiến màu xanh nha bạn. Rồi, chúng ta đến với một cái nón màu hồng và có mái tóc màu đen bên trong. Bad boy có sử dụng mấy cái hạt tròn này không ta? Có anh, để che mặt lại. Giống cốp của em. Đúng rồi, hợp lý em. Trời ơi, mẹ ơi. Rồi, lấy che nắng luôn. Quá đã luôn em. Chúng ta có một cái tai nghe nãy ăn review rồi nha. Một chiếc máy bay bay lên bay xuống thôi. Rồi một cái bộ dán cho mấy bé gái nữa bạn. Dễ thương luôn nha. Thì cái đó ngoài ra rất là đẹp luôn. Tóc. Anh em bad boy. Rồi một cái loa Bluetooth. Rồi một cái đèn pin 4 nồng nha bạn. Một cái máy rửa mặt giống cái máy nãy các bạn, nhưng mà nó nhỏ hơn. Một chiếc máy bay. Một cái củ sạc. Một chiếc máy chơi game. Người giàu có. Em có chấp nhận là oxygen cho anh? Tất nhiên là em không đồng ý rồi. Một chiếc nhãn nha bạn. Một chiếc xe điều khiển từ xa. Wow, chúng ta có một cây viết. Có đầu rồng nè. Rồi có bộ ngồi viết có hình như để dành hai nè. Ủa tại sao nó lại không nằm trong tay, nó lại nằm ở ngoài. Cái vậy chứ. Đúng rồi, vậy nha bạn. Trời ơi, cái đồng hồ kìa, đồng hồ. Thả là bad boy luôn em. Hồi nãy là cái củ sạc nó đi một mình nè các bạn. Đây, củ sạc nhỏ nhỏ đi một mình. Bây giờ thì nó đã được kết hợp với lại một cái dây luôn nha. Một hộp và có dây sẵn luôn. Rồi lại thêm một combo nữa. Củ sạc và dây sạc đi chung nha bạn. Một cái tai nghe Bluetooth. Một cái lo Bluetooth. Đây là cái chai nước hoa màu vàng vàng nãy hui rồi đó bạn. Rồi sau vài phút giải lao thì mình lại có trợ lý ảo mới nha bạn. Đó chính là Nguyễn Văn Toàn. Bữa nay là nó hay cho mình cái combo mà hai cái chung các bạn.
đó chính là một cái củ sạc và một dây sạc nha. Cứ thấy hai hộp là chắc rằng là vậy luôn rồi. Rồi chúng ta có một cái mặt kiến, một cái dây sạc, một cái hộp đựng nhẵn nha bạn, một cái dù màu vàng. Trời ơi, cái này lần này là mình ra hồ dầu tiếng là đã tới công chuyện với mình luôn bạn. Phao nãy giờ chắc cũng 5-6 cái rồi nha. Trời ơi, xe điều khiển từ xa cũng 4-5 chiếc rồi. Đây là cái bàn chải cho trẻ em tự động. Oh my god, cái này lạ nè. Oh my god, một cái bàn chải mà lại có cái nút bấm nè. Dạng như mình đã bấm nút đó chứ. Trường đâu phải bàn chải đâu chứ giờ. Kẹp cho tóc mà. Không có hình mà. Ok, một cái mặt kiến. Wow, màu hồng. Đem thêm cái nữa cho ngầu nè. Rồi một cái máy tỉa chân mài. Cái này rất là nhiều luôn bạn. Lo bluetooth màu đỏ. À, một cái tai nghe bluetooth rất là bự luôn. Cái iPod đồ tuổi gì với cái này các bạn. Mày dùng lấy quýnh lộ đang đeo vậy nè. Sao? Rồi một chiếc máy cạo râu. Cuối cùng cũng sắp xong mấy cái hộp quà trên bàn các bạn. Mong là cái máy, cái này lần này mong là có pin nha. Cái gì không có cái nào có pin đó. Rồi chúng ta lại đến với, ủa chúng ta có hai cái hoa tai với hai hạt kim cương rất là bự. Này chắc cũng phải 10-20 carat vậy các bạn, mà nó đeo mà nó lồng hồng vậy. Một cây vế khá là đẹp luôn, lại một cái mắt kiến toàn sử luôn. Mắt kiến dạo này nhiều quá, không biết mình sắp có liếu ở sa mạc các bạn, nên cho mắt kiến đeo. Rồi một cái máy tự đắp vào một drill luôn. No. Máy massage. Rồi lại một cây ví tiếp nha. Rồi tiếp tục một cái máy kẻ chân mài, một cái củ sạc. Rồi cái này mình biết gì rồi, cái phao tiếp rồi. Trời ơi, kỳ này đi bơi là không có sợ, không có phao xài rồi. Trời ơi, kiến bơi. Kiến bơi cho trẻ em là nhìn rất là đẹp luôn. Và đây là một cái kiến bơi cho người lớn, nhìn cũng khá là đẹp luôn các bạn. Rồi hộp quà cuối cùng trên bàn, iPhone. Mới có hui cái bịch ra thôi nè. Ờ nghe hơn rồi đó bạn. Ok, tụi mình đã review hết những cái hộp quà trên bàn các bạn. Tiếp theo là cái chồng sau lưng nha. Người thành công lúc đó đi riêng. Ok, chúng ta cần thêm một trợ lý ảo phía bên đây nữa. Lại cái hũ nước ngoài nãy các bạn, không có gì để review hết. Chắc mình phải ship về cho nhàn dĩ rồi. Một chiếc máy bay Doraemon. Rồi một cái máy tính bảng cho trẻ em tập viết. Một cái máy massage V-Line combo kiến lặn. Cái máy giúp chúng ta bị test. Một cái máy hộ bóng được hai cái bình bong bóng luôn nha. Rồi một cái bàn chải nhắn nút tự chải nha các bạn. Wow, một chiếc máy bay Captain America. Ủa cái đèn này nó cháy vậy hả? Sao hết pin. Ồ, tới giờ học bài rồi bạn. Một chiếc máy bay, một cái tai nghe. Chuột hay khỉ? À khỉ rồi ơi, lỗ tai thòn mà. Con khỉ mà nó bị gấu mặc mà. Áo ninja lít gì nè. Ủa chứ mà gấu à. Cái gì tay đưa lên đi xuống. Ok hả? Nó lai mà anh. Nó lai mà, có đâu cái gì nè. Lai hiện. Vậy hả? Chỉ là người làm hơi bị cong thôi. Rồi một cái máy sấy tóc hình con thỏ nha. Củ sạc. Một cái máy massage mắt nha bạn. Rồi chúng ta lại được một chiếc nhẵn nha. À, anh lại vô tâm quá. Một cái máy cạo râu. Một cái đồng hồ cho nữ có hình hoa cúc. Một cái tai nghe bluetooth. Một cái máy cạo râu. Một cái bàn chải tự động. Này là cái mới vừa khui nha. Cái đồ massage mắt. Tiếp theo là một cái cạo lông mũi. Rồi một cái massage mặt V-Line hình 4D đó là. Đúng rồi, ngon rồi. Rồi tới công chuyện rồi. Cái hộp bút mình sẽ review luôn nha mày. Wow, đi học mà cầm cái viết này đúng là hơi hượng luôn bạn. Dạng gì nè. Cô giáo đưa bài cái mình đi cầm rồi. Nhận chữ ký của tôi rồi đi làm cái dự án đi chứ. Rồi, lên nhà phòng bánh tiền anh. Wow, một chiếc khăn cổ hình cái quái gì đấy. Vậy hồi nãy giờ hoàng lên mặt với đúng rồi. Thật ra đó là một cái khăn tẩy vàng nha bạn. Ta là thêm con chuột nữa. Một cái Lego ship hình xe nha. Lại thêm một chiếc xe nữa bạn. Và lần này là xe dữ hơn nha. Một chiếc máy bay ở Captain America. Một cái máy
cạo lông mũi, máy massage của quý. Ấy lỡ không hình của máy massage hình của quý. Lỡ không, lỡ không. Máy cạo râu. Nai khỉ. Khỉ hót nó sao nhiều dữ. Một cái dây sạc USB-C có PA đồ cho PUBG Mobile các bạn. PUBG Mobile. Rồi, đồ đánh răng cho trẻ em tự động luôn nha. Rồi, một cái đồng hồ màu hồng rất là nữ tính luôn. Mặt kiến nữa, toàn đeo hai cái rồi, hai cái nữa, ba cái luôn. Inbox 12 các bạn. Chúng ta có cái hộp đựng rất là giống iBox luôn nha các bạn. Wow, giống hệt luôn á. Chỉ khác cái tên thôi à. Wow. Thở có màu hồng cá tính nữa. Nice. Ờ, đáng lẽ là phải cái này mới là Inbox 12 mới đúng các bạn. Oh my god, sao nó bự kìa, gấp 100 lần cái hàng nhỏ này luôn nha các bạn. Sao có thể bự như vậy được. Rồi chúng ta mới đến với cái mũ màu đen nhưng mà tóc thì lại màu tím nha. Rồi trợ lý ảo 2 đeo thử nha. Rồi này chúng ta được một cái thân tẩy bàn hình hoa lá hẹ. Máy sấy thỏ hồng. Oh my god. Chúng ta có một cái bộ combo để dành vẽ tranh và kim luôn. Mình quét mấy cái sạch tới rồi lên thiệt các bạn. Củ sạc 3 in 1, 3 chấu nha. Chúng ta có một cái máy massage mặt V-Line hình 4D. Trời ơi. Nó màu hồng. Oh my god. Ai cũng có đồ đội hả? Hồi vậy phải lắm phải đội rồi. Chúng ta có một dây sạc USB-C, chai nước hoa nha. Ủa nhớ nãy đi combo cha với con đi chung mà bây giờ còn có mình cha à. Wow. Toàn đen này hợp lý luôn đó. Có quá. Sao những cái món có rồi thôi bạn ơi. Ôi lại nhẵn. Anh em nhiều quá. Ba cái là toàn. Máy mà đấm lưng cho toàn. Đúng không? Bộ viết rất là ngầu nha. Lo Bluetooth. Dây truyền cao 4 nha bạn. Một cái. Như dòng hồn còn sống. Ui ra nhảy mắt rồi. Cái đèn dư đợt trước là mình có review rồi các bạn. Lần trước mình đã hui cái này rồi, giờ lại hui cái tiếp nữa. Không có sự đổi mới. Chủ yếu là những cái hộp quà may mắn này á là mỗi lần hui ra là mình cần những cái món mà nó lạ mình chưa nhìn thấy bao giờ các bạn. Chúng ta sẽ có hứng thú hui liên tục luôn. Còn những món có rồi chúng ta sẽ cảm thấy nản nha. Đây, một cây son nha các bạn. Ở ngoài đính rất là nhiều ngọc trai và kim cương. Và một cây son nó sẽ được giấu ở trong đây. Đó, mình chỉ cần. Ở đây có cái đồ dành mình đeo dây chuyền này, mình đeo vô nè. Đây dành mình đeo vô cổ đó toàn. Đây, đeo thử cho coi. Đây, dây chuyền có thêm cái này nữa. Mỗi lần mình chán á, ở lộn mình thấy cái son mình trôi ra, mình chỉ cần rút chốt ra. Ta là mình sẽ đánh cho môi. Có màu gì? Oh, màu đỏ rất đẹp nha bạn. Tuyệt vời, sau đó mình sẽ gắn lại nha, chứ đừng có quăng nổ à. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái tai nghe. Tiếp theo là một chiếc nhẫn. Dạ anh lại lừa em rồi. Thiệt em, anh có bao giờ lừa em đâu. Một tấm kiến kim luôn, một bức tranh cát chìm nha bạn. Cát nó sẽ chìm được lên chìm xuống. Một cái tai nghe Bluetooth. Một cái bàn chải tự động nhấn nút tự quỷ. Oh, what the. Cái này phải review mới được. Là một game hũ thì chúng ta phải biết đến những cái này. Đây là cái này chúng ta sẽ cắm vào trong củ sạc. Và đây là mình sẽ bỏ cái điện thoại vô các bạn. Trời ơi, game hũ mà Rise of Kingdom rồi là mình thích chơi cái này đó. Nó sẽ quạt, nó sẽ quay các bạn, nó sẽ tản nhiệt. Nó giúp cho cái điện thoại chúng ta lúc nào cũng như đang ở trong cái tủ đá vậy. Nó giúp nó không có tối màn hình lại. Giúp chúng ta chơi game đồ rất là thú vị nha. Ok, tụi mình khu nghỉ giải lao vài phút nha bạn. Rồi sau vài phút giải lao thì mình lại tiếp tục qua hai trợ lý ảo mới các bạn. Đó chính là Cu Ly Hương. Chào các bạn. Rồi vừa mới vào đã có quà cho trợ lý ảo mình nè. Đó chính là một cái cặp mắt kiến không biết tên luôn. Rồi tự khui luôn đi trợ lý. Ok anh. Mình sẽ đẩy nhanh tiến độ nha bạn. Rồi, một chiếc xe đua rất là hồi hượng. Rồi, một cái máy tính bảng. Rồi, một chiếc lo Bluetooth. Rồi, lại thêm một cặp mắt kiến. Củ sạc. Rồi, một cái bộ viết nha bạn. Tai nghe Bluetooth nhưng mà có một tai à. Hả? Alo. Đúng rồi. 9 giờ có người đang gần bắn chúng ta. Thanh tẩy đó. Rồi, một chiếc máy bay Doraemon. Rồi, một bức tranh cát chìm nha. Rồi, một cái tai nghe Bluetooth. Tút một bộ đánh răng cho trẻ em, máy cạo râu, một con chuột. Rồi tới công chuyện nữa rồi. Dạ, oh. Có đồ
đồ chơi à, có đồ chơi à. Tao hả, nhìn nè. Oh my god. Thêm cái nữa. Tao, oh my god. Hai con kim cương ở lòng hồng vậy hả? Nói chung là người đẹp bị lộ mà, không có gì hết nhiên. Một chiếc máy bay Captain America. Rồi một cái combo củ sạc và dây sạc. Đi một cái tai nghe điệp viên nữa các bạn. Đây là hư kỳ để hư tình. Đây gọi là điệp viên hai mang. Không. Alo, giết chết thằng đó. Alo, có hàng sắp giết mày. Chứ phải điếc à, anh giờ đâu nghe được gì đâu. Đeo cái hàng thái dù điếc. Một bộ Lego ship hình cái xe nha bạn. Một cái combo đứng gà. Đây, nó dành chúng ta quét sắp tới lên gà rồi các bạn. Nó mịn, rất là mịn luôn nè. Lâu rất là mịn. Rồi, cái máy đấm bóp dắt hơi hướng nam. Rồi, chai nước hoa này mới lạ nhưng mà cho Huy thử nha. Không nghe hết rồi. Ủa mẹ cái mùi. Cái mùi này giống mùi thuốc tẩy vậy. Nãy em mà nghe anh thôi không nghe cái gì lại. Mùi gây vãi luôn á, mùi lạ lắm các bạn. Lạ lắm, cực kỳ lạ. Thuốc tẩy mà. Rồi một cái nón với mái tóc màu hồng nha. Chúng ta có một cái đèn pin sinh tồn nha các bạn. Có cáp sạc luôn nha các bạn. Pin có quy một cái dòng tiếng Tàu đây nè. Hàng China. Đã vừa. Ờ anh xin cô đèn. Thôi. Ngon á, cái này đi cắm trại ngon à. Ok. Rồi một cái mắt kiến, một cái tai nghe, một bộ khăn trải bàn, rồi một bộ đồ chơi giúp chúng ta bị stress, rồi một cái mắt kiến massage mắt nha bạn, một cái tai nghe bluetooth, rồi bộ Lego ship hình cái xe, một bộ đồ chơi giúp chúng ta bị stress, rồi chúng ta đến với bộ khăn trải bàn kim khăn hoàng cổ, hoa văn mấy cái bông hoa nha. Máy bay Doraemon, nước hoa này nãy có rồi nha. Xe điều khiển từ xa, đồng hồ trẻ em, chai nước hoa màu vàng, cáp sạc, một đầu vô, ba đầu ra, khá là dài. Đầu này chúng ta sẽ cắm vào trong củ sạc và chúng ta sẽ có ba cái đầu ra nha các bạn. Đầu iPhone nè, đầu USB-C cho MacBook nè, hoặc là mấy cái Android mới bây giờ, hoặc là cái đầu cuối cùng là cái đầu Android cũ nha. Gấu bông nữa. Chúng ta có hai cái đeo bông kim cương, một cái máy tính bảng sử dụng viết để dành viết thôi nha, một cây viết, một cái nón hoa văn màu hồng, củ sạc, một cái dây sạc có thể tách rời cái đầu ra nữa các bạn. Chúng ta được một cái bóp hoa văn giống mấy cái đang lát các bạn, mấy cái vỏ đi chợ á. Bên trong thì nó cũng giống như cái bóp cá sấu hồi nãy thôi. Ngầu dữ. Đây là phong cách ăn mặc của anh em Việt Nam mình nha các bạn. Đúng rồi. Cây viết, một cái hàng cây bàn, bông hoa lá hẹ, một cái mắt kiến, một cây quạt màu hồng treo cổ, một khăn trải bàn, xe Lego ghép hình, bút, tỉa chân mài, in bóp 12, bộ tỉa móng tay móng chân, một cái đồng hồ biết nhảy các bạn, một cái đồng hồ biết nhảy, một cái con sò để dành gắn vào cái điện thoại giống cái nãy các bạn, một cây son treo cổ, mấy cái có rồi thì mình sẽ đi nhanh qua nha các bạn. Máy rửa mặt, một cây dù màu trắng, đây một cái bình giữ nhiệt, đèn khỉ, nước hoa, mắt kiến, massage V-Line, cây dù màu xanh, tai nghe, một cây súng nước nha các bạn, bơm nước vào đây và chú đồ hôi, cái đồ hôi nữa nè, đồ hôi là sao? Ồ máy này có chế độ tự quỷ mà. Định giết tao. Máy gì đâu, súng gì đâu kìa. Súng tự quỷ. Nón có tóc giả. Máy bay. Đèn pin 4 chấu. Lo bluetooth. Đeo bông. Hoa tai các bạn. Máy hỏi bong bóng. Máy rửa mặt. Xe điều khiển từ xa. Một cây quạt mini. In bóp 12. Củ sạc 3 in 1. Đồng hồ biết nhảy nè. Lo bluetooth. Bộ cọ. Bàn chải có nút. Oh yeah. Sắp hết rồi. Sắp hết rồi. Máy cạo râu. Mừng quá bạn ơi, sắp được giải thoát rồi nha. Phải có một cái món gì đó mà nó laptop, iPhone gì đó thì chúng ta mới hào hứng được. Còn những cái món mà nó lặp lại thì nó sẽ gây ra nhàm chán các bạn. Củ sạc. Rồi những món có rồi thì mình rất là nhàm chán các bạn. Không thử khú nữa. Máy rửa mặt. Đèn pin sinh tồn 4 chấu. Máy massage mặt V-Line hình nhạy cảm, gấu mèo. Ồ, cái bộ cọ cho gà này thì lại có cái túi đựng khét nha bạn, màu vàng.
Oh, thì ra túi đựng khác là chúng ta sẽ có cái màu cỏ khác các bạn. Màu vàng. Quá đã. Đóng sạc. Không dây nha bạn. Chúng ta sẽ cắm này vào trong cái củ sạc. Sau đó mình sẽ để điện thoại lên là nó sẽ sạc. Oh, chúng ta được với cái máy hỏi bong bóng nha, được hai hũ luôn. Combo củ sạc và dây sạc, sò làm lạnh cho điện thoại nha bạn, dành chơi game. Máy hỏi bong bóng, ship hình khủng long, tai nghe, củ sạc, bộ dũa bốn tay bốn chân nha bạn. Biết phải làm gì à? Đó. Cũng là nào. Túi như túi nãy luôn nha bạn. May tre lá. Phong cách anh em Việt Nam mình. Chai nước hoa này mới nha, mình sẽ review. Chai nước hoa này có cái vỏ ngoài màu tím các bạn, mình coi thử coi nó bên trong nó là cái gì nha. Mùi cũng khá là êm dịu các bạn, đối với một người mà chưa tần sức nước hoa như mình thì mình rất là sành dễ này nha. Nghe thầm xạo nha. Rồi anh hương vị. Không nghe hả? Đút vô mũi xịt luôn. Không giờ mới nghe mùi nó nhẹ quá. Đúng rồi, mùi rất là êm dịu các bạn. Hãng gì mình không biết luôn, bạn nào định giá cho mình xem hũ nước hoa này được bao nhiêu tiền nha. Rồi gấu này khá là đẹp các bạn, gấu đẹp. Doraemon biết bay, tai nghe, đồng hồ, dây sạc. Rồi sau 5 phút giải lao thì mình tiếp tục đổi người trợ lý ảo các bạn. I am Lâm. Mình cảm thấy cái dòng năng lượng nó tràn trời trong năm ngón tay của mình. Cắt thôi các bạn, qua đây nha cu. Rồi hủy hàng tiếp thôi các bạn. Rồi chúng ta được một cái máy tính bảng, bộ viết. Rồi chúng ta có một chiếc đồng hồ các bạn. Rồi một cái bộ viết nữa. Wow, chai nước hoa có rồi các bạn. Sao mình thấy mấy cái hình chụp đại diện đồ người ta bóc được một cái tờ giấy các bạn, trong đó ghi là iPhone. Còn mình nãy giờ chưa có cái gì hết. Dây sạc, củ sạc, mắt kiến, son môi, máy cạo râu, máy mát xa mát, quạt cầm tay, kiến bơi, lo bluetooth, son môi, khăn choàng hình hoa lá hẹ, máy mát xa mát. Nhưng ngoài dần nó gài gàng, nó chỉ thay đổi cái màu thôi bạn. Chuyển sang màu đen nha. Phao bơi, iPod 12, đồng hồ biết nhảy. Bộ cọ nước hiệt cộng lông màu vàng luôn nha. Máy sấy tóc, xe điều khiển từ xa, sạc dự phòng 10.000 mAh. Cái củ sạc này nó hơi hượng đó bạn. Wow, nhìn khá là đẹp luôn. Có cả dây sạc sẵn luôn. Và các tiếng là dây iPhone. Vậy lần dĩ không lấy được rồi, dây iPhone các bạn ơi. Trời ơi, có dây iPhone. Dầu hơ các bạn, nước hoa nha. Củ sạc, sạc không dây. Củ sạc, ba chấu. Tai nghe, đàn hình con thỏ. Tai nghe. Nãy thấy hoài rồi, cho anh toàn 3 lần. Không, to tròn chứ anh không có nở lúc nào mà anh cho anh em. Chả yêu em. Chả em rồi. Ok. Em nghĩ sao mà cái bộ nhẫn vô cực này mà trao cho em được. Một cái viên đá này là tao vũ trụ mới có em. Nhẫn đá vô cực. Em ghi mạnh. Nhẫn đá vô cực. Trời ơi, cái vụ cưới à. Nhắn một cực anh có chơi được cái này không? Mắc tiêu liệu bạn. Mắc tiêu liệu giờ tan biến cái lo liệu không? Chịu rồi. Quá nhanh. Rồi. Một cái bình nước nóng lạnh nha bạn. Quạt mini, giấy sạc, bộ viết. Wow. Một bé cá sấu giả rất là đẹp luôn nha bạn. Bộ tranh cát, tai nghe, mặt kính, quạt mini, tai nghe, ship hình xe. Thấy ăn nó cũng hơi chán nên chơi bộ luôn, chơi giúp tăng sức test em. Đồng hồ cá tính cho bé, củ sạc. Chúng ta có một con máy bay rất là đù, chỉ biết bay lên bay xuống. Tràng viên 4 chấu. Tự nhận. Đeo bông các bạn ơi, hoa tai, không có gì xoắn. Máy rửa mặt, dây sạc và củ sạc. Hai bát. Rồi một chiếc đồng hồ biết nhảy các bạn. Ô lần này không nhảy được. Đèn pin sinh tồn, thang tràn cổ, hình hoa lá hẹ, sạc không dây, máy rửa mặt, quạt mini, một cái lò bluetooth nha các bạn. Hoa văn mới các bạn. Wow, tác phẩm bicycle vậy nè. Hoa tai nha các bạn. Bộ son này giống nãy nha các bạn. Bàn chải tự động cho trẻ em. Bộ dũa móng tay móng chân. Bàn chải cho trẻ em. Còn những món lặp lại thôi, mình cảm thấy không có phấn khích nữa các bạn. Hụt hẳn. Inbox 12. Rồi. Ủa sao lần này cái máy massage mắt nó không có cái hộp mà nó có cái bịch gì luôn rồi. Rồi chúng ta có một cái đồng hồ biết nhảy. Phao bơi các bạn. Son môi.
đốc sạc không dây, mắt kính, inbox 999, đồng hồ. Đồng hồ này có số đàng hoàng, rất là dễ nhìn luôn các bạn. Những người mà giỏi toán như mình, giỏi số học như mình thì nhìn là phát là biết liền nha. Bộ tỉa chân mày, bàn chải cho em, tay ghe cho điệp viên hai mang. Theo em đấu giá, có thể là phao, giá 10.000. Chắc chắn 100% là phao rồi, chỉ có những cái hộp nặng như vậy mới đừng nổi cái phao thôi bạn. Đây, rồi chúng ta có bộ hội ông bóng nha. Dây sạc Lamborghini Mini, bộ tỉa chân mày, lo Bluetooth. Em đoán là nó sẽ là màu đen. Trời ơi, ăn tiên tri rồi đeo luôn em ơi. Đoán chỉ có chuẩn thôi. Sao mốt mình dương mãi tính. Rồi, ai lại tới công chuyện với anh nữa rồi. Tất cả cái gì cũng phải nhanh hết bạn, cuộc sống. Rồi, bộ viết nha bạn. Mùa con này hơi đậm nha. Hơi đậm đấy. Mặt kính Gucci, cổ sạc 3 in 1, bộ son môi 2 đầu nha bạn, đỏ đen, hoàng hoàng cổ 3 in 1, cũ sạc thăng hoàng đỏ, nón Gucci cho cao phê 2 nha bạn. Rồi nãy giờ mới nhìn thấy được cái này các bạn, máy massage mặt V-Line, tóc giả với đài nón nha, máy bay captain Lamborghini, máy rửa mặt, máy tính bảng cho đem, tranh cát chìm, đồng hồ không minh, bộ viết rất là giám đốc luôn nha bạn, bao bơi cho người lớn, dây sạc nón cộng tóc giả, dây sạc rất là dài luôn, giống với nhang mũi. Máy hỏi bong bóng, máy tính bảng cho trẻ em, nón and tóc giả. Anh em mình là máy đỉnh đổi nón hết chứ. Bộ tỉa bóng tay bóng chân nha bạn. Lại thêm cái nữa, xì bam, tai nghe. Tai nghe Bluetooth dành cho điệp viên. Bộ bút quét sao tới cho gà. Bộ viết cá sấu con nha bạn. Rồi anh em mình vô máy đỉnh em. Ô này hoa văn mới bạn. Lá cây. Wow. Rồi ăn định sưu tập nữa chứ gì. Các tiếp dây chuyền. Ơi. Dây chuyền em ơi, dây chuyền. Sắp xong rồi mọi người ơi. Mọi người nhấn like, chia sẻ mạnh tay để mình có động lực khui nhanh hơn nha. Tai nghe dành cho điệp viên. Máy massage mắt. Bộ viết dành cho giám đốc. Một cái dây chuyền nãy em toàn đeo nha. Quạt mini, củ sạc và dây sạc. Bộ viết cho giám đốc nha. Máy rửa mặt, nón trắng và tóc đen, dây sạc màu đỏ, sò làm lạnh cho điện thoại, khủng long, củ sạc 10.000 mAh dành cho iPhone, máy tính bảng dành cho em, tai nghe. Nó rác tài quá, nó muốn mình búng cho em chết thì sao á. Đó, quá nhanh, quá nguy hiểm rồi. Bộ viết củ sạc, khủng long, tóc giả, máy cạo râu, bộ cọ, dây sạc, nước hoa, máy bay, quạt mini, nước hoa, bộ bút cho giám đốc, máy bay. Wow. Ok, mình vừa bún chết nặng đợi mới, để hai đại cũ vô bởi vì mình đã được chứng nhận nha bạn. Dạ đây. Đồng hồ biết nhảy, lo Bluetooth, bàn chải đánh răng cho em. Nhưng mà em phải cần hai cái nhẫn nữa. Đeo đỡ cái nón em. Quạt mini, hình cánh hoa, tóc giả, máy tỉa lông mũi, mắt kính, quạt mini, inbox 12, đèn, iPad cho em, máy massage V-Line, dây sạc, củ sạc, đồng hồ trẻ em, dây chuyền, củ sạc, máy rửa mặt. Rồi, 4 hộp cuối cùng. Củ sạc ô cô, keo dán gì đó cho trẻ em á. Hai cái nhẫn nó đúng luôn. Wow. Mắt kiến. Rồi xong luôn. Ông bài chua. Wow, một cái máy chơi game nha bạn. Sau 2 tiếng 15 phút thì tụi mình đã hoàn thành 497 chiếc hộp quà may mắn các bạn. Đây, hộp quà may mắn Lucky Box My Wish. Mong ước của tôi. Mong ước của tôi bây giờ là một con iPhone 12, 13, 14 gì có đó các bạn. Nhưng rất tiếc là chúc mừng may mắn lần sau. Đây, thành quả lao động của tụi mình. Ngày sau 2 tiếng đồng hồ thì rất là nhiều dụng cụ, đa số là dây sạc và củ sạc nha bạn.
Một phía bên đây là một cái đống đống hùng nha, đống hộp nha. Wow, cao như núi luôn. Ok, nói chung là clip hôm nay là làm theo tập trước 30 triệu, tập này là 50 triệu mua 500 chiếc hộp. Nhưng mà do hết hàng nó chỉ mua được 497 thôi nha các bạn. Ok, nói chung là bạn đã thích video này, nhấn like, chia sẻ, đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra phần mới, có thể là mua gì đó hoặc là mua những chiếc hộp tay quýt này loại nhiều hơn nha các bạn.